Thưa quý vị, các tổ chức đảng cơ sở trực thuộc đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có vị trí vai trò quan trọng trong lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy khối, cấp ủy các đơn vị đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, góp phần cùng toàn đảng bộ đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Và nhân dịp đại hội đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp, mời quý vị cùng điểm lại một số đơn vị điển hình có nhiều cách làm hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành đạt và vượt 15 trên 15 chỉ tiêu đại hội lần thứ 9 đề ra. Đáng chú ý, Đảng bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng đôn đốc thực hiện chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh và theo dõi thực hiện các chương trình đề án, dự án trọng điểm của tỉnh. Nổi bật là các đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực một di tích kinh thành Huế, ngày Chủ nhật xanh, xây dựng đô thị thông minh. Tham mưu xử lý hồ sơ một cửa đúng quy định đạt tỷ lệ 98,5%. Để thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng đã chủ trọng xây dựng đội ngũ giỏi về kỹ năng hành chính, chuẩn hóa các quy trình công việc. Văn phòng Ủy ban tỉnh cũng đã chủ trọng hoàn thiện các cái chuẩn hóa các cái quy trình, các cái chuyên môn nghiệp vụ để phấn đấu theo tiêu chí là một cái cơ quan hành chính kiểu mẫu của tỉnh. Và thực ra trong thời gian qua thì chúng tôi đã làm được rất nhiều việc như là xây dựng các cái quy trình ISO thực hiện đưa vào tại trung tâm hành công tỉnh để thực hiện theo chế độ một cửa liên thông. Thì những cái kết quả đạt được rất đáng khích lệ, và như chúng ta thấy thì các cái chỉ số PCI, ICT, PANDES, PAPI của tỉnh tăng khá khả quan trong cái thời gian vừa qua. Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, Đảng bộ khối đã tập trung lãnh đạo cả cơ quan đơn vị doanh nghiệp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử đạt kết quả tích cực, hoạt động của trung tâm hành chính công cả cấp, trung tâm điều hành dịch vụ đô thị thông minh, triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008, ISO 9001-2015 đã góp phần hiện đại hóa nền hành chính. Đảng ủy đã quán triệt sâu sắc và chỉ đạo một cách quyết liệt thống nhất do các đơn vị chuyên môn để tổ chức thực hiện quyết liệt, triển khai các cái giải pháp đồng bộ để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các cái chương trình, các cái công việc để triển khai. Và trong những ngày qua thì các cái hoạt động để phát triển liên quan tới chính quyền điện tử cũng được triển khai một cách đồng bộ thống nhất, từ cái nhận thức đến các văn bản và các cái công cụ được triển khai khá đồng bộ và tạo ra được một cái sự đồng thuận. Và từ đó thì đã nâng cao được cái kết quả hoạt động trong cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Kết quả nổi bật trong cải cách hành chính của Đảng bộ khối còn được thể hiện trong cải cách tổ chức bộ máy theo nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy. Đảng bộ khối đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, các đảng bộ cơ sở chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối bên trong, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Trước đây thì đảng bộ kho bạc nhà nước tỉnh chỉ tổ chức ở văn phòng kho bạc nhà nước tỉnh, còn các kho bạc nhà nước cơ sở trực thuộc thì đảng ủy kho bạc nhà nước cấp huyện, thị xã, thành phố. Nay đảng bộ kho bạc nhà nước được thành lập mới, thống nhất chỉ đạo trong toàn ngành. Tổ chức bộ máy của kho bạc nhà nước tỉnh được giảm từ 202 người năm 2017 đến nay chỉ còn 181 người. Việc sắp xếp lại đã giảm 4 phòng, giảm 21 cán bộ công chức, nhưng thực sự công việc đã thực hiện rất là tốt hơn trước. Các tổ chức đảng cũng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị. Tổ chức đảng, các ban quản lý, trung tâm, các doanh nghiệp chủ động nắm bắt thực tiễn, bám sát nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh, chủ trương của ngành, kịp thời triển khai các mặt công tác, đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Đảng ủy đã chỉ đạo ban quản lý khu kinh tế ra soát xét lại các dự án trên địa bàn khu kinh tế, trên địa bàn khu công nghiệp, đặc biệt là các dự án quy hoạch phân khu để làm cơ sở quản lý và giám sát các dự án đầu tư. Đảng ủy đã tăng cường chỉ đạo đổi mới cái công tác xúc tiến đầu tư. Qua đó thì đã kêu gọi được nhiều dự án đầu tư, đã thu hút được 44 dự án với tổng vốn đăng ký là 21.500 tỷ đồng,
đạt 178% so với kế hoạch, nâng tổng số dự án đăng ký lên 150 dự án đang có hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 103.000 tỷ. Để nâng cao năng lực của tổ chức đảng trực thuộc, Đảng ủy khối đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, có trọng tâm trọng điểm, sâu sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo, định hướng, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, chủ động sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng. Các tổ chức cơ sở đảng tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là tham mưu để xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh và đại hội đảng toàn quốc, cũng như tham mưu để xây dựng các cái đề án triển khai thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Thứ hai là tập trung để lãnh chỉ đạo cải cách hành chính. Nội dung này thì gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, gắn với kế hoạch nâng cao đạo đức công vụ của Đảng ủy khối và đạt được kết quả tích cực. Có thể thấy tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị tinh gọn hơn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn. Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ khối lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ khối hoàn thành mục tiêu 9 trên 9 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Những thành tựu đã đạt được là động lực để cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ khối tiếp tục phát huy mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ, đổi mới sáng tạo, tạo đột phá trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh, thời kỳ hội nhập và phát triển.